Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Hyundai Palisade xuất hiện tại Hà Nội, nghi vấn sắt được bán ra tại Việt Nam. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thị trường ô tô xe máy. Với sự xuất hiện thêm nhiều chiếc xe mới được nhập về Hà Nội, khả năng Hyundai Palisade sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới đây. Mới đây, hình ảnh 3 chiếc SUV 8 chỗ ngồi Hyundai Palisade đời mới xuất hiện tại Hà Nội đã khiến nhiều người bất ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên hình ảnh nội thất của mẫu xe này lộ diện. Khác với những dòng xe khác của Hyundai, Palisade sử dụng cần số điện tử dạng nút bấm. Hiện nay, thông tin về động cơ và giá bán của xe vẫn còn là một ẩn số. Tuy vậy, đây là lần thứ hai lộ diện hình ảnh của Palisade được nhập khẩu về Việt Nam. Trước đó, Palisade cũng đã có mặt gần trụ sở của tập đoàn Hyundai Thành Công. Đến thời điểm này, Hyundai Thành Công vẫn chưa xác nhận thông tin gì về Palisade. Tuy nhiên, với sự xuất hiện liên tục, khả năng Palisade sắp được bán ra tại thị trường Việt Nam là rất cao. Thậm chí cũng có những nhận định về khả năng Thành Công sẽ lắp ráp Palisade ngay tại nhà máy Hyundai Ninh Bình thay vì nhập khẩu nguyên chiếc. Được công bố lần đầu tiên trong khuôn khổ triển lãm ô tô Los Angeles Auto Show 2018, Palisade là một chiếc SUV cỡ lớn, 3 hàng ghế, 8 chỗ ngồi. Mẫu xe này được dự báo sẽ làm khuynh đảo thị trường thế giới, trở thành con gà đẻ trứng vàng mới của Hyundai tại nhiều thị trường trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ. Palisade có thiết kế hầm hố và cơ bắp, lưới tản nhiệt dạng tổ ong tương tự đàn em Santa Fe vừa ra mắt tại thị trường hồi cuối năm ngoái, khoang nội thất rộng rãi và khoáng đạt, ghế được bọc da nappa cao cấp, màn hình trung tâm có kích thước 10 inch, tích hợp cả hai hệ thống điều hành điện thoại thông minh hiện nay là Apple CarPlay và Android Auto. Theo tìm hiểu, Hyundai Palisade sử dụng động cơ V6 dung tích 3,8 lít, công suất cực đại 291 mã lực và mô men xoắn cực đại 355 Nm, đi kèm là hộp số tự động 8 cấp cùng bộ chuyển đổi mô men xoắn kết nối với hai cấu hình dẫn động 2 bánh và 4 bánh Hatchback. Về tiện nghi, xe có tới 7 cổng sạc USB, hàng ghế thứ hai có tùy chọn ghế độc lập kèm tính năng làm mát, hệ thống âm thanh Infinity cùng với công nghệ âm thanh vòm Clarify Quantum Logic, sạc không dây chuẩn QI. Hệ thống an toàn trên Palisade gồm có cảnh báo điểm mù, giới hạn tốc độ, cảnh báo va chạm, hỗ trợ di chuyển theo làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh. Hyundai Palisade sẽ chính thức bán ra tại Mỹ vào mùa hè năm nay. Tại thị trường Philippines, Hyundai Palisade sử dụng động cơ 2.2 tăng áp cho công suất 197 mã lực và mô men xoắn cực đại 441 Nm. Hyundai Palisade có giá khoảng 62.000 đô la, tương đương 1,4 tỷ đồng. Nếu được bán tại Việt Nam, giá bán lẻ của Hyundai Palisade dự đoán sẽ nhỉnh hơn 2 tỷ đồng, không cao hơn nhiều so với các đối thủ như Ford Explorer và Toyota Land Prado. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.